Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, khách hàng là thượng đế, khách hàng là ân nhân của chúng ta, khách hàng mang tài lộc đến cho chúng ta. Vì thế mình phải phục vụ hết mình với khách hàng, không được để họ phàn nàn điều gì, cậu hiểu chưa? Hết mình. Nói chung khách hàng là ân nhân, khách hàng là thượng đế, khách hàng mang tài lộc đến cho chúng ta. Bây giờ tôi còn nghe thấy một người nào phàn nàn về cậu, biết tay tôi nghe chưa? Dạ. Mà còn nữa, lát nữa anh Long, chủ đầu tư mới của quán mình sẽ đến đây. Và chỗ của anh ấy yêu thích đấy là cái bàn có cái khăn trải bàn màu vàng và cạnh cái cửa sổ. Cậu phải dành chỗ này cho anh ấy nghe chưa? Dạ, biết rồi, dạ. Cà phê, trời. Sao lối nào cũng là cà phê vậy? À, ở đây có cần thẻ giữ xe không cậu? Dạ không ạ. Mời cậu. Đúng rồi. Dạ. Em chào anh Long, chủ đầu tư. Long á? Dạ đúng rồi. Chủ đầu tư? Dạ đúng. Vậy rồi, tôi không phải tên Long. Anh không phải anh Long chủ đầu tư hả? Ừ. Dạ, vậy làm phiền anh. Anh Long bên này ngồi giùm em nha. Tại vì cái bàn này bạn đặt. À, bàn này có người đặt rồi hả? Dạ đúng rồi, có người đặt rồi. Rồi. Dạ, đi qua đây ngồi với em. Dạ. Dạ, dạ anh vui tính quá à. Dạ em nói cái bàn này là có người đặt rồi, cho nên anh qua đây ngồi giùm em nha. Ừ, thì cái bàn này có người đặt rồi. Dạ. Tôi xích qua bên ghế bên đây nè cho cậu, để cậu thuận tiện cậu chuyển cái bàn này qua đó, rồi cậu chuyển cái bàn đỏ ngược lại cho tôi. Dạ không có, anh giỡn hoài à. Ý em nói là cái bàn này là có người đặt rồi. Ừ. Cái ghế vô anh ngồi có người đặt luôn. À, rồi, hiểu rồi. Dạ. Bàn ghế có người đặt rồi đúng không? Dạ. Rồi, ghim trọn bộ bà bển đi. Anh này, anh cứ nghĩ gì đâu không à. Ý em nói là cái bàn, cái ghế, cả luôn cái vị trí cho đây nè, là có người đặt rồi. Nè, cậu lật lọng vừa phải thôi. Ủa, sao vậy anh? Hồi nãy cậu nói rõ ràng với tôi là cái bàn này, cái ghế này có người đặt rồi. Dạ, đúng không? Dạ. Thì tôi mới kêu cậu là chuyển nguyên cái này qua bên đó, rồi cậu chuyển nguyên cái bàn bộ bàn ghế đỏ đó qua đây cho tôi. Bây giờ cậu nói là cái vị trí này là có người đặt rồi nữa. Sao cậu ăn nói hai ba lời vậy? Hay là cậu không thích tôi ngồi ở cái vị trí này? Dạ không có. Không cần nói nữa. Bây giờ kêu chủ quán cậu ra đây cho tôi. Dạ chị. Không cần kêu luôn, để tôi kêu cho. Chủ quán! Ra đây! Cái gì đấy? Cái gì mà ôm sòm đấy thế ạ? Trời ơi, chị khách dạ. Mà cậu đỏ hàng chi thấy nóng là phải rồi. Anh cần gì ạ? Đây nè, cô coi nè. Nhân viên của cô nói chuyện với tôi ngang ngược lắm. Dạ. Tôi bước vô đây nói với tôi là cái bàn này, cái ghế này có người đặt rồi. Vâng. Thì tôi kêu là nếu mà đã có người đặt rồi thì chuyển qua chỗ khác rồi chuyển cái bàn ghế đó qua cho tôi. Vậy mà cũng không chịu nữa. Cái chỗ là cái chỗ phong thủy hợp với tôi. Tôi ngồi đây tài lộc mới mang tới. Trời ơi, tôi quả mà. Anh là mang quả luôn đó. Ừ. Tôi cũng là mang quả này. Dạ. Anh là cái gì quả anh? Sao cũng quả. Ủa, vì chị cùng mãn với ảnh luôn hả? À không, cùng là hỏa nhưng mà hơi khác một tí. Chị là gì? Chị là dầu hỏa. Hợp đó. Dạ. Hợp. Người trái người dập là hợp rồi đó. À, anh, thế là mạng hỏa là hợp với chỗ này á? Ngồi ở đây là tài lộc tới. Ôi dồi ôi, thế á? Thì đó. Thế thì ngày nào đi qua đi lại em cũng ngồi đúng chỗ này. Thì đó, vậy mà một hai nhân viên của cô không cho tôi ngồi ở đây. Khó chịu với tôi. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em phải phục vụ khách hàng. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là ân nhân của chúng ta. Tại sao em cứ phục vụ một cái yêu cầu nhỏ nho như thế nhỉ? Đúng. Nhắc lại một lần nữa, anh yêu cầu cái gì phục vụ ngay cho chị, mau lên. À, chờ tôi xíu nha. Dạ. Ủa anh tính tiền đi anh ơi. À, tôi lấy đồ, tôi vô liền bây giờ. À, dạ. Chẳng qua tôi thấy quán mình cũng đẹp, cho nên tôi định chụp một vài tấm hình đó mà. Cậu có thể chụp giúp tôi một vài tấm hình được không? Dạ rồi. Dạ nhanh, tại em còn nhiều việc lắm. Ừ, tại tôi thấy quán cũng vắng á. Dạ, cái khu sân vườn đông lắm anh. Dạ rồi, cảm ơn anh. À khoan. Dạ. Chụp cho anh thêm vài tấm nữa được không? Dạ, vài tấm nữa anh. Dạ rồi, ok. Bà chủ. Có thể chụp chung với tôi vài tấm hình được không? À không, mà bây giờ thì tôi bận lắm anh, tôi nhiều việc lắm. À dạ, tại tôi thấy cũng mặc đồ đẹp á, cho nên là định chụp một vài tấm hình đẹp mà. Rảnh anh. Ủa? Tôi rảnh hả? Mình lắm. Vâng ạ. Dạ, vậy mình cùng đứng ra chụp một vài tấm hình nha. Vâng ạ. Dạ. Em quán hơi nóng quá. Nóng không anh? Không sao, để em lo. Em. Dạ. Bật cái điều hòa lên cho khách em. Dạ, chị ơi, ủa nhưng mà. Đúng vậy chứ trời. Đã nói là không được nói từ nhưng mà với yêu cầu của khách đâu. Bật lên cho chị, mau, dạ, nhanh dạ, nhanh. Dạ rồi. Đẹp chưa em? Dạ đẹp rồi anh.
nhưng mà như nóng quá cỡ ra. Ô, không được không được, hôm nay em mặc có mỗi một cái thôi, không cởi được. Không, anh nói anh cởi thôi chứ đâu cần em cởi. Nhưng mà sao điều hòa quá em, sao mà khó. Em dạ rồi lại đi cưng. Dạ rồi đẹp lắm mà, dạ đẹp lắm anh ơi. Dạ rồi ạ. Anh hết lạnh chưa anh? Vẫn lạnh em ạ. Trời ơi em chỉ có mỗi một cái việc là điều chỉnh điều hòa mà không được là sao? Trời, tôi làm tôi nóng lạnh khó chịu quá đi à. Trời ơi em thấy không, khách hàng là thượng đế mà em để cho anh ý tức như vậy à? Công việc của em chỉ là điều chỉnh điều hòa làm sao cho phục vụ yêu cầu của khách thôi mà em cũng làm được. Em giải thích cho chị xem. Đừng có nói gì nữa, em nín đi, em im đi. Tôi đã nói rồi là phải phục vụ mọi yêu cầu của khách, đừng để cho anh ấy phàn nàn mà tại sao lại không? Em giải thích đi. Tôi chịu hết nổi rồi, quán có điều hòa đâu mà mở. Hả? Không có điều hòa. Ừ. Không nói cho chị biết. Quán có gì sao chị không biết? Thì nó không nói làm sao tôi biết. Trời ơi, có ai cho em nói đâu. Ai không cho em nói? Ai không cho em nói? Đây em nói cho chị nha. Chị đó chị bảy. Ủa vậy hả? Nãy giờ chị không cho nhỏ nói một câu luôn. Vậy luôn hả? Hai người thôi đi. Từ lúc mà cái anh này vướng cho quán nha, là tôi nói cái quán này nó lộn xộn lên hết. Anh vô đây hả, anh dành chỗ khách đã đặt rồi nè. Rồi hả, anh đòi chụp hình, anh bắt tôi chụp hình, anh bắt tôi làm đủ thứ chuyện đó. Tôi nhịn anh bởi vì sao? Tôi tôn trọng cái câu mà chị hướng dẫn cho tôi, khách hàng là thượng đế, mà anh làm quá rồi. Như vậy anh mới là người kém văn minh, em biết anh mới là người quá vô lý ở đây đúng không? Cái gì? Tôi kém văn minh ở chỗ nào? Khách hàng thì có rất nhiều kiểu khách hàng vô lý mà chúng ta thường gặp. Vừa vào quán đã nói rất nhiều, nói liên tục không ngừng nghỉ, hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Đó gọi là khách hàng thích tán phét. Lại luôn đòi hỏi vô lý. Nếu không làm được, hãy gọi chủ quán ra đây. Dạ không có. Không cần nói nữa. Bây giờ kêu chủ quán cậu ra đây cho tôi. Việc này chẳng giải quyết được gì mà còn làm tăng thêm căng thẳng đôi bên thôi. Đây chính là người đòi hỏi vô lý. Chẳng những vậy còn rất cố chấp. Cứ việc gì mình muốn là bắt phục vụ làm cho bằng được, dù đúng hay sai, chính là cố chấp. Những điều này đã khiến anh mất hoàn toàn 10 điểm thanh lịch trong mắt mọi người. Rồi, tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi được chưa? Nhưng mà sao hai người ngộ vậy? Bây giờ mặc dù cho khách hàng có vô lý đi nữa hay là có kém văn minh đi nữa thì hai người phải biết cách xử sự chứ. Chứ đằng nào tự nhiên lại lớn tiếng với khách hàng. Đúng không? À, tôi hiểu rồi. Thôi thì coi như cả hai bên cũng có lỗi. Nên là hôm nay thì tiện đây tôi cũng mời anh uống nước với ăn bánh nhá. Trời ơi vậy. Coi như trực lỗi. Dạ. Lần sau anh lại đến ủng hộ quán chúng tôi nhá. Thiệt vời. Dạ để em chơi lấy. Thôi, sáng nay tôi cũng trả lại cái bàn mà khách đã đặt. Vâng, hả cậu. Dạ đây. Em có sao không vậy? Dạ không, em không sao. Trời, anh như vậy mà không sao hả? Dạ, anh có sao không, không? Không, anh cũng không sao nữa. Dạ. Ủa gì mấy cái bánh đâu? Ừ. Chủ. Trời ơi, bây giờ người có sao nè. Trời ơi. Đỡ nghẹn. Một miếng nước cho đỡ nghẹn. Còn phục vụ kiểu gì đấy? Làm sao phải chú ý chúng tôi chứ? Dạ, em biết rồi. Đợi xem sẽ cẩn thận hơn. Tất cả là lỗi tạm đó chị. Mày tự thì. Rồi. Có tiền chị trước cái xạo.